cô gái đi lạc vào một căn phòng huyền bí. Khi tỉnh dậy thì cô ta đã phát hiện mình bị bắt cóc rồi. Xung quanh cô ta toàn là xác sống. Một xác sống nào muốn hôn cô ta. Điều đó khiến cô ta sợ đến nỗi tè trong quần luôn. Thôi đùa gì mà ác vậy. Không gian phòng hóa trang thật là u ám và bí hiểm. Nhóm bạn bị một tên sát sống phù cho sợ sắc mặt rồi. Kể cả cô gái bị bỏ lại cũng là sát sống luôn. Lần này thì nhóm bạn trở nên hoảng loạn thật sự rồi. Nhưng thật ra đó là một trò đùa có sự sắp xếp trước mà thôi. Nhưng nó rất thành công đấy chứ. Bạn dùng gel lột mụn thoa lên mặt. Sau đó dán bông gòn lên. Sau đó dùng phấn nền phủ một lớp lên. Tiếp tục trang điểm nhìn cho giống zombie nhé. Dùng màu thực phẩm vẽ lên mặt, nhìn cho rùng rợn nữa nha. Tên sát sống đang bị truy đuổi bởi anh thần sấm bụng phệ. Phía trước có người, qua đó xem thử thế nào đi. Tên sát sống lạc vào ngay giữa lễ hội hóa trang, mọi người đang tiệc tùng vui vẻ. Tất nhiên thần sấm không thể phân biệt được tên sát sống rồi. Phải nghĩ cách gì để tìm ra tên sát sống mới được. Và thần sấm đã dùng cách cũ, đó là dùng thịt ngon để dụ sát sống. Biết ngay là sát sống tấn công mà. Thật may không ai bị làm sao. Chiếc hộp trên tay rất là quan trọng với cô ta. Trước khi ngủ cô ta cất giấu nó rất cẩn thận. Nhưng lúc cô ta đi ngủ, tên trộm đã xuất hiện. Thật không ngờ, tên trộm đã phát hiện ra chiếc hộp. Nhưng có thể anh ta vào trộm nhầm nhà rồi. Giờ mới phát hiện bên trong căn nhà trang trí thật là ma quái. Quá sợ hãi, anh ta xỉu ngay lập tức. Và đây là tên trộm xui xẻo nhất năm. Sau này đừng có mà đi ăn trộm nữa đó. Bạn dùng đất sét nặng thành hình chiếc răng giả. Sau đó dán keo vào chiếc hộp, rồi dán những chiếc răng giả vào. Bạn dán xung quanh viền của chiếc hộp nữa. Dùng sơn móng tay đỏ tô lên, cho thêm slime đỏ vào là xong. Cô gái đang lau dọn phòng hóa trang. Bất ngờ có thêm một cô gái xuất hiện trong phòng. Hả? Không gian trở nên u ám đáng sợ. Điều này làm cô gái lao sợ bỏ chạy ngay. Nối ống xốp nhựa thành hình số 8, dùng băng keo đen dán lại. Sau đó bạn cho một lớp keo ở chính giữa nữa nha. Đặt lên đó ống xốp nữa là xong.
nửa đêm rồi và tên trộm đã đột nhập vào nhà nọ. Hắn vào đúng nhà có rất nhiều vàng bạc, quả này hắn hơi to rồi. Lên tầng trên xem có thu hoạch được gì không. Chủ nhà không hay biết gì vì đang tổ chức một lễ hội hóa trang ở tầng trên. Và hắn cũng bị mọi người mời vào bữa tiệc. Nhóm người hóa trang là những anh ta hóa trang thành kẻ trộm. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan của tên trộm. Cách tốt nhất nên hòa nhập với cuộc vui đi, nếu không muốn bị phát hiện. Bỏ trốn không thành công rồi. Cuộc vui này kéo dài suốt 3 ngày lận. Yên tâm nha. Cô gái đang chuẩn bị đồ để hóa trang cho mình. Wow, bộ đồ của nữ siêu nhân rất hợp với cô đó. Nhưng có một cô bạn khác cũng đã hóa trang xong rồi kìa. Bàn tay trông kỳ lạ thế nhỉ. Ôi trời, cô ta là người hay là gì vậy? Thật ra cô ta cũng hóa trang giống như cô thôi. Làm gì mà sợ vậy? Bạn tách lấy những đầu bút vẽ, thoa keo và dán lên ngón tay. Bạn dùng sơn acrylic tô điểm thêm cho phần rùng rợn là xong. Chàng trai làm gì mà bí ẩn thế? Anh ta nấp dưới bàn, chẳng cũng không có ý gì tốt đâu. Thì ra anh ta cố ý trêu ghẹo cô bạn gái. Thế là cô gái sợ xanh mặt bỏ chạy luôn. Bạn đánh dấu lên tấm ván ép rồi tạo một lỗ. Tiếp theo tạo một lỗ trên cái chậu dựa. Dùng màng bọc thực phẩm bao lại, cho đất trồng vào là xong. Lễ hội hóa trang thì bạn có thể hóa trang vào nhân vật mình yêu thích. Ba chàng trai có bộ lễ phục thật ấn tượng nên được các cô gái chú ý đến. Nhưng anh ta không nổi bật bằng anh chàng siêu nhân rồi mới xuất hiện đâu. Nhưng không ai ngờ đến, anh ta chính là bạn gái của anh chàng má cà rồng kia. Nhưng lúc này thì lại xuất hiện một anh chàng hoàng tử vô cùng điển trai. Hello. Cô ta đúng là phan cuồng trai đẹp mà. Mọi người đang hoàn tất cho cuộc thi hóa trang. Một cô gái đến trễ vẫn chưa hóa trang được gì. Đã đến giờ rồi, mọi người đều vội vã rời đi. Cô gái khóc ướt hết cả mắt, làm phấn và mascara lên hết cả khuôn mặt rồi. Tiết mục đầu tiên đến từ cô gái trẻ hóa trang thành Annabelle. Tiếp theo là tiết mục hóa trang thành má cà rồng của chàng trai. Cùng chào đón mẫu hóa trang sắc sống của chàng trai thứ ba. Đêm nay chẳng có tiết mục nào ấn tượng cả, chỉ còn một tiết mục cuối thôi. Thật bất ngờ, cô bạn không hóa trang lúc nãy đã đăng quang. Ai mà ngờ được chứ, không trang điểm gì mà giành giải nhất sao?